Xin chào các bác, xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Chào cô các chú ạ. Đây, Hưng để anh gắn mic vào nói chuyện nhé. Đây, các bác thân mến, ngày hôm nay thì cháu đã đi mua được máy xúc về rồi. Đấy, hiện tại là đi mua ở bên Lào Cai ấy, thì là máy cũ mua về thì sẽ phải sửa lại và làm lại một số đồ nữa. Cho nên là cháu là mang về xưởng ở bên này, ở bên huyện Xín Mần cháu ấy, làm lại. Hôm nay thì xong rồi các bác ạ, xong thì cũng gọi là được ngày ấy, thì anh em cháu sẽ lấy máy về nhà và Hưng sẽ chính thức là lái con máy này. Ui, bánh, thay bánh mới hết à? Vâng, thay mới rồi anh. Bánh lăng mới hết rồi. Con này là, anh các bác có nhận ra con máy này không? Ngày trước cháu đã chia sẻ lên kênh một lần rồi ạ. Đấy, con này là con ở bên cái này, cái phụ kiện này là không làm lại cái gì đâu chứ anh? Blue ấy. Hả? Phụ kiện thì trong này không làm lại cái không, gì đâu. Máy móc thì không động đến. Con hôm nào anh em mình đi xem đấy. Đúng. Em còn nhận ra không? Có. Đấy, chính thức là Hưng sẽ có máy xúc để mà đi lái rồi các bác nha. Đi làm nữa, phải đi làm ruộng rồi. Ngày hôm nay thì thưa cô bác là cháu với cả em Trình ấy thì là cũng hai anh em là dồn tiền vào cùng với nhau để mua một con máy xúc này. Đấy, con này thì cháu mua là 280 triệu. Thì chắc là làm xong cũng phải tầm 300. Đấy, 300 đấy. Làm một số đồ linh tinh nữa. Thì tí nữa cháu sẽ đánh về nhà. Thì em Trình em ở nhà đợi rồi. Một lần nữa thì cháu cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Nhờ có sự đồng hành của các bác thì hiện tại là anh em cháu là cố gắng là tích góp và mua được con máy xúc như này. Thứ nhất là cũng giúp đỡ được em Hưng là có việc làm. Đấy. Thứ hai nữa thì anh em cháu là cũng sẽ có máy xúc để đi làm thêm. Đấy, có thể là giúp đỡ bà con nếu như cái những cái tuyến đường thời gian sắp tới thì những cái tuyến đường nào mà bà con chưa có đường xe máy ô tô để vào được thì nếu như có kinh phí thì anh em cháu sẽ triển khai là sẽ mở đường cho bà con ở một số bản. Hiện tại là chú đang hàn lại cái thùng để đồ. Con này thì vẫn chưa có điều hòa mấy nữa làm thêm. Mùa này mà không có điều hòa nóng lắm. Thay lại những cái con này này. À, tí nữa anh cho anh Hiếu ở bên kia là dạy em lên xe xuống xe nhé. À, bình thường cuốc với cả đào nền nhà các thứ thì anh Kha cũng dạy rồi đúng không? Nhưng mà lên xe thì hôm nay là lần đầu tiên đấy. Thì tí để anh Hiếu anh dạy. Dần dần thôi, dần dần mình cũng biết. Đấy, thay hết lại những cái con. Đây là con sâu à? Dạ. Đây. Cái bánh này này, bánh xích này này. Bánh xích đấy là con lăn. Con lăn à? Đấy, thay nó tời ra nó lăn này. Nay nó có cái chục bi không được mà. Đầu kia tời thì nó lăn theo thôi. Để thay lại, nó bị hỏng hết rồi. Phải không anh Chiêu? Cái này là con sâu à? À con lăn phải không? Con lăn. Đấy, con này bị hỏng ngay. Cái này bán sắt vụn cũng được đấy nhờ anh nhỉ. Mà đi để tức là hỏng ta vào. Nó hỏng. Cái nào dùng vậy? Nó hỏng của mình mới thay được chứ. Đấy thay này. Bây giờ là kết hợp với anh Chiêu. Anh ấy có ô tô. Vâng. Mình mua máy xúc để anh ấy đi nhận công trình là mình sẽ đi múc. Vâng. Anh ấy nhận tầm 15 triệu đấy, anh ấy báo là 10 triệu thôi. Vậy thôi. Rồi anh ấy ăn 5 triệu. Ghế này ngồi êm phết đấy. Ghế của mình êm hơn của chú Kha nhiều nhỉ? À, ghế của mình êm hơn á? Ừ, của mình là cái ghế đẩy. Ui. Cái này nó phải có cái đây này, có cái ti chống như này. À. Không biết là mấy cái nút này là hỏng hết chưa? Chưa hỏng. Đây, cái này là cái gì nhỉ? Ben đúng không? Đúng rồi. Cái cần này Ben này. Ben. Ừ. Đây là mở máy này. Ừ. Điều hòa hỏng hết. Làm lại cái điều hòa. Mấy nữa lắp cái kính này làm lại nhỉ?
Mấy nữa anh lắp điều hòa điện. Kính thì chưa làm. Kính này chưa hỏng đâu chứ? Chưa. Ừ. Của anh Kha là hỏng hết rồi nhờ? Không, vẫn không hỏng, nghĩa là kéo lên để trên này thôi. À, kéo lên nóc. À? Ừ, kéo lên để trên nóc này. Ăn được. À, kính này kéo lên được cái gì? Kéo lên được mà, cái này này. À. Mở mấy cái khóa ở trên này là kéo lên được. Ờ, à, ờ. À. Đây, đây à. Sao đúng. Khóa này là kéo lên tốt, mở mấy cái khóa này là gập lên được. Đấy, bây giờ anh em cháu sẽ đợi chú Hàn xong thì sẽ cho lên xe các bác nhá. Ui, sau đó thì sẽ đánh về nhà. Xin mời cô bác là tiếp tục theo dõi video. Đợi một tí để tí anh Hiếu ở bên kia kìa là dạy em đánh máy lên xe nhá. Vâng. Cái bài này là bài cần phải học đấy. Vâng. Ví dụ như bài cuốc đất các thứ ấy, san nền nhà thì mình có thể tự nghiên cứu mày mò được, nhưng mà vâng, cái bài lên xe xuống xe này là không có à, thầy là không thầy không làm được đâu. Vâng. Hy vọng là máy xúc này mang về thì sẽ không lỗi lầm gì, để cho Hưng là có việc làm ổn định. Bắn này nhìn nó chắc chắn nhỉ. Thùng mỡ chắc là không để được vào đây đâu. Thùng đồ để nó gọn nhỉ. Ừ, nó gọn, nó gọn gàng, nó rộng rãi luôn ấy, thùng đấy. Mấy cái hộp mỡ có vào không nhỉ? Có à? Bây giờ là anh em cháu là bắt đầu đánh máy về nhà các bác ạ. Hôm nay thì cũng gọi là được ngày lành tháng tốt đây. Đánh về đến huyện đi thì là cũng sẽ tối nay là sẽ cho về đến nhà luôn. Giờ này là 6 giờ rồi. Đấy, 6 giờ đúng rồi thì khả năng là về đến nhà thì sẽ tầm khoảng cái gì anh ơi? Sạc cày á. Chợ nó có sập không? Không, không phải đâu. Đây. Hưng lên trên kia học đi em. Bụng. Đi học cách lên lên xe nhá. Sao mà múc được xuống được? Chẳng cái chú đâu kia nó lấy lấy sớm đi. Xuống nữa đây. Ừ, cái con đỏ lên. Đúng rồi,
Có cả búa à? Có mà. Hơi ship, đang à. Ship tí thôi. Máy cũ thì phải có búa. Dạ. Các anh chị là hiện tại thì cháu đã đánh máy về đến nhà rồi. Thì đến cái đoạn đường này thì là có cái chỗ nó dốc dốc ấy, xuống dễ hơn thì sẽ hạ máy ở đây luôn các bác. Hôm nay thì anh em cháu là vẫn chưa có ai biết lái máy cứng ấy, nên là có nhờ anh Hiếu hôm nọ là anh ấy đi xe máy cùng và mua máy, thì là hiện tại là anh ấy lên trên này để hạ máy hộ.
lên xe xuống xe này là khó phết đấy các bạn, phải có kinh nghiệm thì mới đi được, mới lên được. Chiến ơi, Chiến chào các bà đi. Bạch tay vào chưa? Rồi. Nhà ở nhà đợi hết rồi các bác. Anh em lên nhà cháu chơi. Đây là các bạn. Trình nói vài câu với các ông các bà đi. Bố có lái được máy này không? Nếu mà cho tập tầm một tuần không lái được thì lại bán thôi. Đấy, bố cứ giao, tí bố cứ giao lưu với anh Hiếu đi. Anh Hiếu lái máy được hơn 10 năm rồi thì kinh nghiệm đầy mình luôn. Đi theo bố luôn, đi theo mẹ đúng không? Đấy cô bác ạ, hôm nay thì con máy này thì cháu với cả em Trình ấy là dồn tiền vào với nhau để mua. Về thứ nhất là cho bố làm. Thứ hai nữa là mấy nữa là xem Hưng có học được ở bên chỗ anh Kha không. Nếu mà học được thì Hưng với cả bố sẽ đi làm, bố đi tìm việc, xong là Hưng sẽ múc đất. Đấy, hai người ở nhà hai bố con kết hợp. Cháu Trình xin chào tất cả quý bác anh chị trên kênh của anh chị Quyền Điền. Thì hôm nay hai anh em rất là vui. Cũng đã chở được máy ra đến nhà rồi. Bây giờ là chỉ có đợi bố với cả Hưng đi học thôi. Để về xong là ở đâu có công việc là sẽ đi làm. Khả năng là sẽ đào ruộng là nhiều hơn. Còn thiếu hai cái gầu nữa. Anh Hiếu nhỉ? Ừ. Hai cái gầu bị nó chưa sửa xong. Nó hàn táp lại. À. Xong là mai đi mua thêm cái ổ khóa và khóa cái hộp này này. Tại vì mình để đồ ở trong cái này. Hộp này là hàn thêm ấy đúng không? Ừ. Để đồ. Hôm này là sửa lại mất 20 triệu nữa đấy. À. Mất 20 triệu nữa thì mới đi làm được. Thôi hy vọng là các bác mỗi người cho cháu xin một lời chúc để cháu cố gỡ lại được cái tiền gốc các bác nhé. Thôi bây giờ đi lên nhà đi. Xin mời các bác đi lên nhà các bác nhá. Ngày hôm nay thì cháu cũng gọi mấy anh em lên để tối nay ăn cơm ở nhà cháu. Đi lên nhà đi anh. Ừ. Nhà thì hiện tại là cháu đã làm xong rồi nhưng mà vẫn chưa sơn. Anh em vào nhà anh Hiếu ơi. Ừ. À anh Hầu à. Anh Hầu chào các ông các bà đi. Cháu Hầu miến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đang theo dõi trên kênh em Quyền Điển ạ. Hôm nay đến đến đây lâu chưa? Anh đến từ lúc 4 giờ rồi. Nghe tin vào em lấy mít xúc ở nhà thì anh cũng đang ở trên nhà chở một ít phân bón lên trên đường thì tranh thủ xuống đây luôn. Thế mai em múc đường lên trên nhà anh ấy thì cứ bảo em lên múc cho nhé. Hy vọng là sau này sẽ có kinh phí để mở đường lên trên nhà của anh A Hầu các bác ạ. Anh em cháu là sẽ lên trên đấy mở đường luôn. Hôm nọ cũng nói chuyện với anh trưởng bản thôi. Bảo là xem là thôn có kinh phí nào ấy, chỉ cần hỗ trợ được tiền dầu thôi em sẽ lên trên đấy múc. Ok, lên tận nhà anh luôn. Không phải mua đất nữa, mình gọi là anh ở trên đấy luôn. Thì mình hiến đất rồi. Đấy. Thì hôm nay đi. Hôm nay anh làm món này đúng không? Mấy món này đúng không? Làm món mặn thôi. Mặn kia này. Nay ở nhà thì cháu cũng báo bố trước là
mổ một con gà để tí nữa anh em lên. Lâu lắm không gặp anh Chiêu nhỉ. Anh Chiêu thì cái là cao các bác ạ, 3m bẻ đôi. 1m 6 thôi. Đấy. Thế mà vâng bác mấy chút về đấy. Giờ là xong cơm rồi các bác ạ. Hiện tại là còn đang thiếu em Yển với cả em Giang. Đây, đang lên. Tí nữa các em vào ăn cơm sau. Hồi hôm nay thì coi như là lấy máy về để cho bố làm. Bố cố gắng nhá. Cố gắng đi. Không biết đi thì các cháu Hiếu về dạy đấy. Đây là anh Hiếu, là anh có kinh nghiệm thì bố cứ mời rượu tí anh Hiếu, mai anh Hiếu lên để dạy mấy buổi. Ôi em mời nhau cá nhỉ. Chúc mừng anh Hiếu nhá. Mời anh em nhá. Ôi chưa có rượu à? Cảm ơn anh Chiêu nhá. Rồi, cho một chén nữa. Chiêu ơi, chiêu. Chiêu ơi, nhá. Chúc mừng cả nhà nhá. Chiêu ơi. Chúc mừng hai vợ chồng nhá. Chiêu ơi, chúc mừng các em nhá. Chúc mừng đại gia đình. Cháu mời các bác nhá. Cháu mời các bác ăn cơm nhá. Mời gia đình ăn cơm nhá. Mời các bác ăn cơm cùng gia đình nhá. Ba nhá. Chiến. Ăn cơm đã, tí bố mới cho. Các bạn ăn cơm đây. Mời anh em ăn cơm. Chiến mời các ông các bà nè. Con mời các ông các bà ăn cơm. Rồi. Đây để bố cài cho. Mời hai các chị ăn cơm nhá. Vợ chồng cháu xin chào các bác ạ. Các bác ơi, hiện tại đằng sau vợ chồng cháu đây là gian hàng từ thiện của vợ chồng cháu. Hiện tại thì vợ chồng cháu có một số mặt hàng đang bán ở trên kênh. Thì cho vợ chồng cháu xin phép các bác là 1 đến 2 phút để giới thiệu qua sản phẩm. Đầu tiên đó là măng nứa khô. Đây là măng nứa ở trên nhà của anh A Páo. Đây là măng miếng các bác nhé. Và măng thì có hai loại, măng miếng và măng dối. Và sản phẩm thứ hai đó là mướp đắng rừng thái lát và đã phơi khô rồi. Đây các bác ạ. Và sản phẩm thứ ba đây là nấm hương rừng và có cả mộc nhĩ rừng. Đấy. Và thuốc đau xương khớp. Đấy, thuốc đau xương khớp thì các thành phần là cây đau xương này, trái nhầu khô này, cây trinh nữ này, cây chìa vôi này, củ bình vôi này, cây cỏ xước này, cây tơn trơn này, vân vân, nhiều lắm các bác ạ. Cái này là trị đau nhức xương khớp, bệnh gút, đau lưng, đau gối, đau vai gáy, đau đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Và ngoài ra thì còn có miến rong này. Đấy, miến rong thì có hai loại, miến rong sợi nhỏ và sợi to. Và đây là bột nghệ. Đấy, bột nghệ thì khác với tinh bột nghệ các bác ạ. Đây là cái hạt ốc chó của ốc chó. Em Quân các bác ạ. Và ngoài ra thì còn có sản phẩm đó là sâm tố nữ này. Đấy, công dụng là tăng cường sinh lý nữ, tăng vòng 1, cải thiện các triệu chứng khô, giảm âm đạo. Đấy, giảm ham muốn, lãnh cảm, làm chậm mãn kinh, cân bằng nội tiết tố nữ, chống lão hóa. Cái này thì sâm tố nữ thì các bác lên mạng tìm hiểu thì có thể là sẽ biết về cái công dụng là kỹ hơn. Cái này là rất là tốt cho con gái này. Đấy, cháu sâm tố nữ này là có hai dạng các bác ạ. Đây là dạng miếng, còn đây là dạng bột đấy ạ. Dạng bột thì cháu đóng thành lọ như này, lọ 1 cân. Cái này miếng này thì về là các bác là đun nước uống này. Đấy, còn bột thì pha nước pha và uống trực tiếp luôn các bác ạ. Uống trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì cháu có mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Đây là mật ong khoái thì màu mật là vàng đậm hơn. Mật ong hoa bạc hà thì màu vàng nhạt hơn này. Đấy, mùa mật ong khoái đến rồi các bác ạ. Ngày hôm nay thì các bác mua sản phẩm bên cháu thì cháu sẽ tặng cao artiso này. Đấy, các bác lấy từ 2 sản phẩm trở lên thì cháu sẽ tặng các bác là 1 miếng cao artiso hỗ trợ về bệnh gan và bệnh xương khớp các bác nha. Đấy, cao artiso. Còn trên tay cháu đây là cái sản phẩm gừng đen các bác ạ. Cái gừng đen này thì cực kỳ là hiếm. Ấy, và đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe. Và những cô bác, ông bà mà bị tiểu đường ấy thì dùng cái gừng đen này rất là tốt ạ. Đây, gừng đen thì có hai loại, gừng đen tươi và gừng đen khô các bác nhé. Các bác muốn biết về các cái công dụng sâu hơn một chút về những cái sản phẩm hiện tại cháu đang bán thì cứ liên hệ với vợ chồng cháu để chúng cháu tư vấn cho các bác. Ngoài ra thì cháu có sản phẩm đó là trà rào của Lam. Cái này công dụng chính đó là hỗ trợ về bệnh tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu, ngăn ngừa ung thư. Rất là tốt cho các bác là những người lớn tuổi. Ngoài ra thì các bác lấy hàng trong ngày hôm nay thì cháu có thể là nếu như các bác không lấy cao artiso thì cháu tặng các bác đó là lọ chẩm chéo. Đấy. Ở trên
gian hàng của vợ chồng cháu. Ngoài ra thì cháu còn có đó là chuối hoa rừng nữa. Đấy, thì toàn bộ đây là những cái mặt hàng đặc sản hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. À vừa rồi thì còn thiếu đó là đây là cái bột tam thất này. Đấy, bột tam thất công dụng bổ máu, chống viêm nhiễm, làm tan u. Rất là nhiều công dụng chữa suy thận này. Trên này là toàn bộ những sản phẩm hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. Rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được đón nhận sự ủng hộ của các bác để vợ chồng cháu có thêm kinh phí đi chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn ở trên vùng cao này. Và đặc biệt là nếu như các bác ủng hộ sản phẩm của vợ chồng cháu thì chúng cháu sẽ dồn vào quỹ và tích để chúng cháu là sẽ ủng hộ cho bé Hưng trong thời gian tới. Tại vì kinh phí làm nhà của nhà Hưng ấy là còn thiếu rất là nhiều. Các bác mua hàng liên hệ cho cháu qua số điện thoại 0369 944 064, cháu ghi ở trên màn hình các bác nhé.